Xin chào toàn thể cô chú và các anh chị. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, bác sĩ thuộc chuyên khoa cấy ghép và phẫu thuật trong miệng tại nha khoa Lạc Việt Intech. Như cô chú và các anh chị biết thì tình trạng là tiêu xương chân răng hay còn gọi là tiêu xương quanh răng là một tình trạng xảy ra rất là phổ biến. Tình trạng này xảy ra khi mà xương ở xung quanh răng ấy bị suy giảm về mặt kích thước, khối lượng cũng như là mật độ và chất lượng của xương. Cái này thì nó có thể đến do nhiều nguyên nhân khiến cho là tình trạng là mô niếu xung quanh răng là bị tiêu lép, gương mặt thì tại các cái vùng tiêu xương mất răng đấy thì nó có thể bị hóp lại, gây lệch lạc, méo mó, biến dạng khuôn mặt do cái tình trạng là mất quá nhiều răng, gây suy giảm cái tầm cắn, gây ra tình trạng là móm mém, và đặc biệt là tình trạng mà mất nhiều răng kéo dài lâu ngày và mất tầm cắn thì có thể gây ra ảnh hưởng đến chức năng của khớp thái dương hàm. Thì những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng là bị tiêu xương quanh răng hay còn gọi là tiêu xương chân răng? Thì đầu tiên đó chính là tình trạng bị mất răng. Khi mà một chiếc răng bị mất đi ấy, thì toàn bộ cái vùng xương ở xung quanh cái vùng mất răng đó không còn nhận được lực nhai truyền đến phần xương răng trong quá trình ăn nhai, do chiếc răng ở trên đã bị mất đi rồi. Vậy thì khi mà không nhận được lực tác động như vậy thì cái vùng xương này cơ thể hiểu rằng đây là một vùng xương không còn cần thiết đối với cơ thể và hiện tượng tiêu xương nó sẽ bắt đầu xảy ra. Thông thường là hiện tượng tiêu xương bắt đầu xảy ra từ từ vào thời điểm là 3 tháng sau khi mà mất răng. Và trong 12 tháng tính từ thời điểm này mất răng trở đi ấy, thì xương hàm có thể tiêu ngót đến khoảng độ 25%, và nếu như mà từ ngoài 3 năm trở ra thì có thể tiêu ngót từ 30 đến 45% cái thể tích kích thước của vùng xương xung quanh vùng răng mất. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân bị tiêu xương do vấn đề là bị viêm nha chu. Viêm nha chu là một cái bệnh xảy ra phổ biến ở người Việt Nam. Và bệnh này thì khi mà xảy ra ở trong miệng, nó không chỉ xảy ra ở một răng hay là một vùng răng nhất định, mà nó có thể lan rộng ra toàn bộ vùng hai hàm của người bệnh. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là cái tình trạng tiêu xương khi này nó không chỉ xảy ra ở một răng nữa, mà có thể nó sẽ lan rộng ra cả cung hàm và khiến cho cả cái xương hàm, cả trên cả dưới của mình, nó sẽ bị tiêu ngót dần theo năm tháng. Thì cái hiện tượng này xảy ra do cái việc là viêm nha chu, nó do việc tích tụ vi khuẩn, tích tụ vi khuẩn màng bám, và những cái vi khuẩn màng bám này hàng ngày hàng giờ tiết ra những cái độc tố làm cho hệ thống dây chằng quanh răng và các cái tổn thương tế bào xương xung quanh đấy bị phá hủy, dẫn đến tình trạng là tiêu mất chân răng. Và dần dần là khi mà xương xung quanh răng tiêu dần như vậy, răng sẽ bị lung lay, ăn nhai khó và sẽ bị dần dần là sẽ bị lung lay quá mức và rụng mất. Vậy thì có cách nào để nhận biết được rằng là chúng ta đang gặp phải cái tình trạng là bị tiêu xương chân răng, tiêu xương quanh răng hay không? Vậy có 6 dấu hiệu để nhận biết sau đây. Đầu tiên, đấy chính là việc bị tiêu ngót về cái chiều dài, chiều rộng của cái phần xương tại vị trí răng mất. Thì sau một thời gian mà bị mất răng ấy, thì các cô chú anh chị sẽ thấy rằng là cái tại vị trí răng mình bị mất ấy, thì về cái chiều rộng và chiều cao của phần vùng răng, đặc biệt là về vùng niếu là sẽ bị thu hẹp lại so với cả những cái răng ngay bên cạnh. Về chiều cao, về chiều rộng của bản xương, tức là chiều rộng tại vị trí răng mất, thì dần dần nó sẽ từ hình chữ nhật vuông thành sắc cạnh, sẽ bị tiêu ngót dần thành những cái hình thu hẹp hơn. Sau đó nếu như tình trạng mất răng lâu ngày không được giải quyết thì cái xương ở phía mào xương ổ này, tức là cái vị trí răng mất này, nó sẽ tiêu lại và tạo thành một cái đường xương mỏng lét mà trong chuyên môn chúng tôi gọi là mào xương hình lưỡi dao. Tiếp nữa là về việc suy giảm cái chiều cao xương, thì so với cả những cái vùng răng bên cạnh tại vùng răng mất ấy, thì bề mặt xương sẽ bị võng xuống thành một hình lõm, hình chữ U, nên là cái bề chiều cao của nó so với răng bên cạnh là thấp đi hơn rất nhiều. Thông thường thì khoảng độ 3 đến 4 mm, có thể là thấp nhiều hơn nếu như mà tình trạng tiêu xương răng diễn ra nhiều năm hơn. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu bị tiêu xương và sàn xoang hạ xuống thấp. Đây là một cái dấu hiệu chỉ xảy ra đối với vùng răng hàm từ răng số 4 đến vùng răng số 7 của hàm trên. Dấu hiệu này thì sẽ nhận biết được trên phim X quang. Thì tại một cái vùng răng mất ở hàm trên ấy, thì sau khi mất răng, ngoài cái chuyện xảy ra việc tiêu ngót chiều cao xương như dấu hiệu đầu tiên mà tôi vừa trình bày ấy, thì nó có một dấu hiệu nữa là cái màng xoang có xu hướng chạy xuống thấp hơn,
dẫn đến việc là cái phần chiều cao kích thước xương của vùng răng mất theo thời gian nó sẽ bị giảm dần chiều cao. Và thường ở người Việt Nam thì cái chiều cao xương ở vùng này thì tương đối là mỏng, tức là bình thường ra đã là mỏng rồi, còn tình trạng mất răng và bị tiêu xương kéo dài thì cái vùng này thường là mỏng mỏng nữa. Nên là trong trường hợp mà nếu mà phải cấy ghép ở vùng răng hàm này thì trên 50% bệnh nhân của người Việt Nam mà chúng tôi tiếp nhận thì phần lớn là sẽ phải sử dụng những cái biện pháp nhằm gia tăng thể tích xương ở vùng này. Dấu hiệu thứ ba là hiện tượng niếu bị sưng đỏ và có thể là chảy máu trong quá trình mà mình sinh hoạt. Thì như cô chú và các anh chị biết thì niếu là một bộ phận giúp bảo vệ tổ chức quanh răng cũng như là bảo vệ cái chân răng của mình. Khi niếu bị sưng đỏ và chảy máu, chứng tỏ là lớp bảo vệ đầu tiên này đã bị ảnh hưởng rồi. Nguyên nhân thì có thể do những cái quá trình của bệnh viêm quanh răng đang được diễn ra. Và nếu mà càng sưng đỏ, càng chảy máu thì nó sẽ càng tiết theo nhiều dịch. Tiết theo nhiều dịch như thế này thì càng thuận lợi cho môi trường để cho vi khuẩn nó phát triển. Và như vậy thì càng ngày thì cái vấn đề về tiêu xương càng diễn ra mạnh hơn. Và đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng để mình nhận biết và cũng dễ nhận biết nhất ở nhà ấy, là mình thấy rằng là nếu như niếu của mình sưng đỏ nhiều, đánh răng, ăn nhai, bị chảy máu thì mình nên đi thăm khám để kiểm tra để đánh giá được tình trạng tiêu xương, tránh trường hợp là tình trạng này diễn ra quá lâu ngày thì cái răng của mình nó sẽ đang từ một chiếc răng có thể cứu vãn được sẽ thành một chiếc răng là lung lay quá mức và phải nhổ. Dấu hiệu thứ tư là răng bị tụt niếu và cảm giác là răng của mình nó bị dài hơn. Thông thường thì trong cuộc sống thì mình sẽ thấy rằng là người lớn tuổi, càng lớn tuổi thì răng càng dài hơn so với cả người trẻ. Bởi vì là theo một cái sinh lý bình thường của quá trình lão hóa ấy, thì cái xương của mình nó sẽ bị tiêu ngót theo năm tháng. Đương nhiên đây là một tình trạng sinh lý, không phải là bệnh lý. Thì tốc độ tiêu ngót của cái phần xương quanh răng này là hoàn toàn chấp nhận được và mình chăm sóc vệ sinh kỹ thì răng nó vẫn sẽ chắc kể cả là đến tuổi già. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng là cái răng của mình, cái phần lợi ấy, nó bị tiêu, nó bị ngót, nó bị hạn mất chiều cao rất là nhiều và răng của mình ngày càng dài ra ấy, thì chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì lý do như này là niếu thì được nâng đỡ bởi xương, thì khi niếu tụt tức là xương bị tụt, xương bị mất rồi thì niếu mới bị mất theo. Và khi mà xương mất càng nhiều như vậy thì càng ít xương để bám vào phần chân răng. Và như vậy thì răng nó sẽ dễ bị lung lay, dễ bị tác động trong quá trình là ăn nhai do các cái lực ăn nhai của mình mang lại. Thì răng càng ngày càng yếu và lung lay, có thể bị gãy, có thể bị lung lay và rơi ra ngoài. Đó, thì đây là một dấu hiệu quan trọng và dễ nhận biết ở nhà. Và đương nhiên rồi thì dấu hiệu thứ 5 là dấu hiệu là răng lung lay đau khi ăn nhai. Thì nó cũng là một cái hệ quả tất yếu khi mà các cái dấu hiệu trước mà tôi đã trình bày ấy, xảy đến thì dấu hiệu thứ 5 là răng lung lay là điều chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên ấy, thì khi mà răng lung lay thì thường là mình sẽ khó xử lý hơn. Vì răng lung lay nó sẽ có 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Trong đấy thì độ 1 thì gọi là lung lay sinh lý, độ 2 thì lung lay theo hướng trong ngoài khoảng 1mm, độ 3 thì lung lay theo hướng trong ngoài trên 1mm và độ 4 thì ngoài cái chuyện lung lay theo hướng trong ngoài nữa thì nó có thể thêm là lung lay theo hướng trên dưới. Thì thường thì với những cái chiếc răng mà lung lay từ độ 2 trở lên ấy thì thường là mình sẽ phải can thiệp nhiều hơn và có thể đôi khi là mình cũng không giữ được, đặc biệt là trong quá trình ăn nhai thì gây đau và gây khó chịu cho cái việc sinh hoạt của mình hàng ngày. Dấu hiệu thứ 6 thì chính là về cái thẩm mỹ khuôn mặt. Thực ra thì đây không hẳn là một cái dấu hiệu để nhận biết nữa, bởi vì khi mà bị thay đổi về đến thẩm mỹ khuôn mặt ấy thì tức là trong miệng của mình nó đã bị mất rất nhiều răng và đã có nhiều răng lung lay rồi. Hiện tượng bị thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nó là hậu quả của việc là rất nhiều răng hàm, răng cửa trong miệng của mình đã bị rụng, đã bị thay đổi về mặt khớp cắn, dẫn đến việc là mình bị mất tầm cắn. Những cái rãnh mũi môi này của mình nó bị sâu hơn, cộng với cả là cái tầm cắn của mình nó bị thu hẹp lại thì gây tạo ra cảm giác là móm mém, cằm được đẩy ra trước, các cái cơ vòng môi này nó không có, sau khi nó không có sự nâng đỡ của tầm cắn thì nó sẽ co cụm lại làm cho môi bị đẩy ra, cũng bị đẩy ra trước, nên là tạo thành một khuôn mặt là bị móm mém. Đây là một khuôn mặt rất là điển hình và mọi người sẽ dễ thấy ở các bà lão lớn tuổi, khoảng độ mà bị mất răng nhiều ấy, đặc biệt là nếu mà mất răng cả hai hàm thì
thì tình trạng này nhìn rất là đặc trưng. Như vậy thì các cái dấu hiệu để nhận biết tiêu xương chân răng hay là tiêu xương quanh răng ấy thì rất dễ nhận ra, và mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này ngay tại nhà. Và để phòng tránh được những cái vấn đề về tiêu xương chân răng, tiêu xương quanh răng như này thì chúng ta phòng tránh rất là đơn giản. Việc quan trọng nhất và việc hiệu quả nhất chính là cái việc vệ sinh hàng ngày và thăm khám nha khoa thường xuyên. Với việc vệ sinh ấy, thì chúng ta hạn chế là sử dụng tăm tre, sử dụng những cái vật sắc nhọn để xỉa răng, mà nên sử dụng là chỉ tơi nha khoa hoặc là tăm nước, đánh chải răng hàng ngày từ 2 đến 3 lần một ngày. Đặc biệt lưu ý là đánh chải răng là sử dụng động tác chải dọc hoặc là chải xoay tròn, chứ mình không sử dụng động tác chải ngang, sẽ gây tổn thương đến răng và tổn thương mô niệu. Thứ hai nữa là mình thăm khám nha khoa định kỳ từ 3 đến 6 tháng, mình lấy cao răng định kỳ để làm sạch chân răng. Thứ hai nữa là mình sẽ thăm khám nha khoa định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần để mình lấy cao răng, làm sạch chân răng, làm sạch các cái mảng bám cao răng để không còn chỗ trú ẩn cho vi khuẩn. Thì từ đấy thì cái xương của mình ấy, nó sẽ không bị độc tố của vi khuẩn xâm nhập, nên sẽ không bị tiêu đi. Và khi là mình cảm thấy rằng là mình đang bị mắc một hoặc là một vài cái dấu hiệu liên quan đến việc tiêu xương chân răng ấy, thì cô chú và anh chị thì nên đến những nha khoa uy tín để mà thăm khám. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về nguyên nhân và cách nhận biết những dấu hiệu của việc là tiêu xương quanh răng hay còn gọi là tiêu xương chân răng. Nếu như mà các cô chú và anh chị có thêm những câu hỏi và thắc mắc gì thì xin mời để lại bên dưới phần bình luận hoặc là gọi điện đến số hotline để được tư vấn và giải đáp tỉ mỉ hơn. Xin cảm ơn, xin chân thành và hẹn gặp lại. Nha khoa là Việt Intech, dẫn đầu chất lượng điều trị.